Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Voice, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm: Hỷ Lạc Từ Tâm. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Tổng Giám mục Desmond Tutu và Douglas Carlton Abraham. Lời mở đầu. Chào mừng bạn đến với cuộc sống tràn đầy hỷ lạc. Nhân dịp đón mừng một sinh nhật đặc biệt, chúng tôi đã dành ra một tuần lễ tại Dharamsala để cùng ngồi lại bên nhau trong tình bằng hữu, đồng thời cũng để chuẩn bị một vài thứ mà tôi hy vọng sẽ là một món quà ý nghĩa gửi đến tất cả mọi người. Có lẽ chẳng còn gì vui sướng hơn việc chúng ta được sinh ra, cho dù cuộc sống vẫn còn nhiều nỗi buồn, khổ đau và căng thẳng. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách nhỏ này có thể trở thành một tấm vé mời, đưa bạn đến với niềm hỷ lạc an vui và hạnh phúc chân thực. Chẳng có số phận đen tối nào định đoạt được tương lai, chính ta mới là người quyết định. Trong mỗi ngày và trong từng khoảnh khắc, ta luôn có khả năng kiến tạo và sửa đổi vận mệnh của chính mình, cũng như chất lượng sống của con người trên toàn thế giới. Sức mạnh này nằm trong tay của chính chúng ta. Hạnh phúc rốt ráo, lâu dài sẽ không thể nào tìm được bằng việc theo đuổi các mục đích và thành tựu thế gian. Hạnh phúc chân thực không nằm ở nơi tài sản hay danh vọng. Nó chỉ có thể được tìm thấy trong tâm thức và trái tim của con người. Chúng tôi mong rằng bạn có thể tìm được nó ở ngay đây. Đồng tác giả với chúng tôi, anh Douglas Abraham đã vui lòng chấp thuận cùng thực hiện dự án này và phỏng vấn chúng tôi trong suốt một tuần tại Dharamsala. Chúng tôi đã nhờ anh sắp xếp, phối hợp các ý kiến của chúng tôi lại với nhau, và anh cũng tình nguyện đóng vai người dẫn chuyện. Nhờ đó, chúng tôi không chỉ chia sẻ được các quan điểm và kinh nghiệm cá nhân, mà còn bao gồm cả những phát hiện của giới khoa học cũng như nhiều người khác nữa về khởi nguồn của niềm hỷ lạc. Bạn không cần vội tin chúng tôi. Quả thực, đừng nghe bất cứ điều gì chúng tôi nói như một tín điều. Chúng tôi chỉ là hai người bạn đến từ những thế giới khác nhau, đang chia sẻ những điều mà bản thân mình được chứng kiến và học hỏi qua cuộc đời từng trải. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra điều gì được nói trong cuốn sách này là đúng, nhờ áp dụng nó vào thực tế cuộc sống của chính mình. Mỗi ngày lại đem đến một cơ hội mới để bắt đầu. Mỗi ngày đều là ngày sinh của bạn. Nguyện mong cuốn sách này đem đến phước lành cho hết thảy chúng sinh hữu tình, cũng như cho tất cả những người con của Chúa, bao gồm cả bạn. Tenzin Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Desmond Tutu, Tổng Giám mục Nam Phi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Tác phẩm: Hỷ Lạc Từ Tâm. Hết phần: Lời mở đầu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.